Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Phim Và ngày sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé Sáng ngày 5 tháng 7, bộ phim Người theo đuổi ánh sáng, truy quang giả tổ chức buổi lễ khai máy long trọng với sự góp mặt của đông đảo thành viên trong đoàn Hai diễn viên chính là Vân Hy, Ngô Thiến cũng góp mặt Đây là lần hợp tác thứ ba của Ngô Thiến và La Vân Hy trên màn ảnh trong 6 năm qua trong buổi khai máy người theo đuổi ánh sáng, Ngô Thiến cùng La Văn Hì cùng xuất hiện thân thiết bên nhau với đồng phục đen đơn giản của đoàn phim. Vì có kinh nghiệm đóng cặp từ trước, cả Ngô Thiến và La Vân Hì đều vui vẻ cười đùa, thản nhiên sâu ân ái, khiến người hâm mộ thích thú. Kể từ khi bên nhau chọn đời ra mắt đầu năm 2015 và Thượng Cổ Tình Ca 2017, chính vì thế mà người hâm mộ càng tỏ ra vô cùng hào hức, mong ngóng màn tái hợp mới nhất của cặp đôi. Thời gian qua có nhiều tin đồn La Vân Hy làm việc quá sức, cộng thêm ăn uống không tốt khiến cơ thể ngày càng gầy gò. Tại buổi lễ khai máy, dù xuất hiện với phong thái vui vẻ đầy sức sống, nhưng có thể thấy rằng là Vân Hy rất gầy. Cố tình khoác thêm áo sơ mi dài tay để che đi độ mỏng của cơ thể. Ở một vài góc chụp, gương mặt của nam diễn viên thậm chí còn nhỏ hơn cả nữ chính Ngô Thiến. Ngồi thay đổi ánh sáng là bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm, với nội dung chính xoay quanh nhóm thanh niên làm nhiệm vụ cứu hộ cộng đồng. Bộ phim do hãng Croton Media sản xuất, đạo diễn Mao Vệ Ninh. Phim dự kiến hoàn thành quay trong năm nay và khởi chiếu vào năm 2022. Trước đó, cộng đồng mạng đang dì tai nhau tin đồn là Vân Hy và Bạch Lộc sẽ tái hợp một lần nữa kể từ sau dự án Nửa Đường Mật, Nửa Đau Thương. Nếu không có gì thay đổi, tháng 9 này cả hai sẽ cùng tham dự lễ khai máy bộ phim Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản Trước đó, cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất ổn định và phản ứng hoa học tuyệt vời. Vậy nên đây quả là một tin mừng đối với fan hâm mộ của La Vân Hy và Bạch Lộc. Tính tới thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chưa phải chính thức. Vậy nên, người hâm mộ vẫn thấp thỏm chờ đợi xác nhận từ phía đoàn đội của La Vân Hy và Bạch Lộc. Tuy nhiên, phản ứng của phòng làm việc Bạch Lộc lại gây nhiều thất vọng cho fan hâm mộ. Một mực không lên tiếng dẫu nhiều lần được đặt câu hỏi về chuyện La Vân Hy và Bạch Lộc tái hợp. Điều này khiến cho một bộ phận người hâm mộ của Bạch Lộc bao gồm hậu viên hội, trạm phản hắc, trạm số liệu của nữ diễn viên đều đồng loạt tạm ngưng hoạt động. Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản bìa .E. được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên với đề tài huyền huyễn ma giới. Câu chuyện của nữ chính Lê Tô Tô và nam chính Đàm Đài Tẫn diễn ra ở cả nhân gian lẫn tiên giới. Mỗi khoảng thời gian lại có một kết cục khác nhau. Khi còn ở nhân gian, Lê Tô Tô nuôi ý định mua sắt đàm đài tẫn nhưng kế hoạch của cô lại bất thành, thậm chí lại đẩy chính bản thân mình vào ngõ cụt, để rồi kiếp nạn ở nhân gian của cả hai kết thúc bằng cảnh Lê Tô Tô nhảy lầu trước mặt 30 vạn đại quần. Đàm đài tẫn bạc đầu sau một đêm, hóa điên dại, tàn sát biết bao nhiêu người dân vô tội vì mất đi người mình yêu. Sang tới tiên giới, đàm tài tẫn nuôi hy vọng kéo Lê Tô Tô về lại bên mình, tạo ra một mộng cảnh mà ở đó, Lê Tô Tô phải lòng đàm tài tẫn. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại khỏi mộng cảnh, Lê Tô Tô không có cách nào để đối mặt với tình cảm này bởi sự cản trở của cô vô tình đạo. Cuối cùng, đàm tài tẫn vì muốn giúp cô nên đã trở thành ma tôn. Lê Tô Tô hiểu được sự hy sinh của đàm đài tẫn mà phản lại vô tình đạo. Hiện tại chưa có thêm thông tin gì về việc liệu La Vân Hy và Bạch Lộc có thực sự tái hợp ở dự án mới hay không. Chúng mình là Hồng Phim. Nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuồng để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!